Trường Nguyễn mến chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Bình Chánh Giá Rẻ của Trường Nguyễn. Thì hôm nay Trường Nguyễn lại review và gửi đến quý anh chị mình một nền đất nằm ở ngay vị trí chính xác là ở phía sau chợ Trung Thành, ngay khu công nghiệp Cầu Tràm nha quý anh chị. Thì nếu mà quý anh chị mình biết chợ Trung Thành, khu công nghiệp Cầu Tràm thì cứ quý anh chị mình cứ đi tới khu vực đó liên hệ ngay cho Trường Nguyễn. Trường Nguyễn sẽ ra đón cô chú anh chị mình vô xem đất luôn. Thì một cái nền đất của mình rất là đẹp nha quý anh chị. Đường nhựa nè, đường nhựa thì ở ngoài này là đường nhựa, nhưng mà mình vô đây là đường đá xanh nè quý anh chị, đường đá xanh nhưng mà nó cũng đã sắp sửa trại nhựa rồi nha quý anh chị. Thì đây, từ đây vô vị trí đất mình thì khoảng là 50m thôi, thì chút xíu nữa Trường Nguyễn sẽ dẫn cô chú anh chị mình vô chính xác ngay vị trí lô đất của mình luôn. Thì từ vị trí đất của mình di chuyển về các quận huyện như là quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình, dòng xe An Lạc hay là bến xe miền Tây gì đó quý anh chị, thì mình di chuyển mất tầm khoảng là 30 đến 35 phút thôi nha quý anh chị. Đường ô tô rộng rãi thông thoáng cho cô chú anh chị mình di chuyển tới đất luôn. Thì ở đây á là mình đi, thí dụ mà quý anh chị mình muốn đi xem đất thì mình có thể đi đường xuống quốc lộ 1A tới chợ Bình Chánh, mình di chuyển vào đường Đinh Đức Thiện nối dài chạy ra tới chợ Trung Thành, thì cô chú anh chị mình có thể gọi cho Trường Nguyễn, Trường Nguyễn sẽ ra đón cho cô chú anh chị mình vào xem đất tận nơi luôn. Với một cái vị trí đất này rất là đẹp nha quý anh chị, mà với bán với mức giá rất là mềm luôn, thì cô chú anh chị mình ráng theo dõi với chị Nguyễn tới cuối video, em chị Nguyễn sẽ báo giá chính xác cho cô để gửi đến quý anh chị mình nha. Thì giờ chị Nguyễn cũng mời quý anh chị mình vào xem đất với chị Nguyễn nha. Nền đất nằm ở thuộc về xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An nha quý anh chị. Thì từ vị trí đất của mình di chuyển ra ngay chợ, ngay khu công nghiệp Cầu Tràm, thì mình di chuyển ra ngoài mất tầm khoảng là 700m, mình di chuyển ra tới khu công nghiệp Cầu Tràm luôn nha quý anh chị. Nó ở đây mình di chuyển về chợ Bình Chánh thì mất tầm khoảng là 5 phút tới 10 phút mình đi xe máy nha quý anh chị. Thì đường vào đất của mình là đường đá xanh, đường đá xanh rộng khoảng là 4m, xe hơi mình có thể di chuyển vào đất của mình thoải mái luôn nha. Thì trước khi bước vào nền đất của mình thì được bên chủ đầu tư người ta cũng đã trải nhựa lên tận 6m luôn nha quý anh chị, có lề cho gia đình mình luôn, quá tuyệt vời. Một nền đất nằm trong khu dân cư, quy hoạch đã bài bản hết rồi nha quý anh chị, ống cống hạ tầng lắp đặt đồ đầy đủ cho cô chú anh chị mình. Về thì ở đây là mình xây cắt tự do luôn nha quý anh chị, nếu mà mua lô đất này thì mình mua về mình đầu tư bao sinh lời luôn, gửi đến quý anh chị mình luôn. Thì cái nền đất của mình là có cái diện tích là ngang 4m rưỡi, dài tận 30m luôn, tổng diện tích là lên đến 135m², thổ cư 100% nha quý anh chị. Thì từ vị trí đất của mình di chuyển về các quận huyện như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình, dòng xây Phú Lạc hay là bến xe miền Tây rồi đó quý anh chị, thì mình di chuyển mất tầm khoảng là 30 phút thôi, rất là thuận tiện luôn. Cái đường trong cái nền đất của mình rất là rộng nha quý anh chị, trải nhựa rồi và cũng có lề cho gia đình mình luôn, nó có lề và trải nhựa. Rộng khoảng là 6m, này là xe tải nè, xe tải chạy vô vi vu luôn nha quý anh chị. Thì cái nền đất của mình là nằm chính xác từ cái vị trí này nha quý anh chị. Nó đây qua đây là khoảng là 4m rưỡi nha, 4m rưỡi nha quý anh chị. Đó, mình chạy dài xuống dưới đây luôn đó, để chị Nguyễn đi xuống dưới này. Nhiều khi mình coi qua màn hình á thì thấy nó hơi nhỏ, diện tích đất nó sẽ không lớn, để chị Nguyễn đi xuống dưới này cho cô chú anh chị mình dò nha. Cái vị đất của mình á thì cũng đã được đổ áo rồi, sạch sẽ rồi hết nha quý anh chị, rất là tuyệt vời luôn. Chết rồi, đó. Chạy dài xuống tới như này luôn nè quý anh chị. Tuốt mấy này luôn, tuốt với mấy ruộng luôn quý anh chị. Quá tuyệt vời. Diện tích đất là ngang 4m rưỡi nha, 4m rưỡi dài tận 30m luôn. Vậy cô chú anh chị mình có thể xây nhà rất là rộng rãi và thoải mái luôn nha quý anh chị. Thì cái nền đất này được bán với mức giá đúng 1.3 tỷ thôi nha quý anh chị. Đúng 1.3 tỷ thôi nha quý anh chị. Đó, 1.3 tỷ sổ hồng riêng, đất thổ cư 100% để gửi đến quý anh chị mình. Ở đây mình nếu mà quý anh chị á muốn đi thích muốn đi xem lô đất này thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ ngay cho Trường Nguyễn qua số điện thoại trên màn hình, Trường Nguyễn có ghi trên màn hình, hoặc các bạn Zalo với Trường Nguyễn, Trường Nguyễn sẽ gửi sổ, gửi vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình tham khảo trước luôn nha. Từ vị trí đất của mình ra ngay chợ Trung Thành thì khoảng là 700m đến 1 cây số thôi nha quý chị, thì ngay khu công nghiệp luôn. Ở đây thì dân cư ở full bích hết rồi, mình di chuyển ra chợ Bình Chánh thì mất tầm khoảng từ 5 đến 10 phút nha. Đó, mình di chuyển về các quận huyện thì tầm khoảng là 3 đến 35 phút, rất là thuận tiện luôn. Cái lô đất này với diện tích là ngang 4m rưỡi lên tới
dài tới 30 mét luôn nha quý anh chị. Tổng diện tích đất là 135 mét vuông, thổ cư full 100%. Đường thì cũng đã trải nhựa và cũng có lề ống cống hạ tầng và bạn để gửi đến quý anh chị mình rồi. Thì được bán với mức giá đúng 1.3 tỷ thôi nha quý anh chị, đúng 1.3 tỷ. Đó, đơn vị chính chủ luôn. Đó, thì xem đến đây rồi cô chú anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha. Nếu mà quý anh chị mình muốn xem nhiều video thì muốn xem nhà hoặc đất thì bên kênh nhà Bình Chánh giá rẻ của chị Nguyễn chuyên cung cấp những nền đất đẹp và nền đất để mình mua đầu tư nè, đất thổ cư, đất ruộng, đất lúa, đất mặt tiền để mình xây cắt nhà xưởng hoặc là xây cắt biệt thự mini gì đó, thì cô chú anh chị mình có thể liên hệ cho chị Nguyễn. Bên chị Nguyễn sẽ đáp ứng đầy đủ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Thì xem đến đây rồi chị Nguyễn cũng cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết video của chị Nguyễn. Thì giờ chị Nguyễn cũng xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video lần sau nha.